Xin thân ái kính chào các bạn trẻ và anh chị em gần xa. Hôm nay chúng tôi bắt đầu một chuyên mục mới với tên gọi là Vui đời phục vụ. Với chuyên đề này, chúng tôi sẽ mỗi một lần tập cho anh chị em một bài hát sinh hoạt. Bài rất ngắn thôi, để anh chị em có thể phục vụ trong các cái buổi sinh hoạt. Các bạn trẻ có thể sinh hoạt thật là vui với một cái kỹ năng đơn giản là kỹ năng tập hát sinh hoạt. Để tập một bài sinh hoạt, chúng tôi thấy ít nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hát 4 lần. Lần thứ nhất là người tập như bản thân tôi sẽ hát với đàn guitar. Anh chị em nghe lần thứ nhất toàn bài. Lần hát thứ nhì, chúng tôi sẽ hát từng câu. Rồi lần hát thứ ba là anh chị em sau khi đã lặp lại với chúng tôi từng câu một thì cùng nhau chúng ta sẽ hát lần thứ ba, hát toàn bài. Và lần thứ tư là có thể đệm đàn hát chung với nhau. Rồi nếu anh chị em hát thêm lần thứ năm, thứ sáu cho nó chắc, cho nó vui càng tốt, có thể gỗ tay, có thể có những cử điệu mà chúng tôi sẽ tập thêm với anh chị em, rất là đơn giản để cho cái bài hát đó nó diễn tả được cả về âm thanh, cả về hình ảnh, cả về những cái cử điệu mà nó làm cho chúng ta thấm thía sâu xa hơn. Hôm nay tôi xin tập cho anh chị em bài hát Thấy tốt thì làm. Đây là một bài hát rất là ngắn, từ một câu vè của cha Võ Tá Khánh. Ngày xưa cách đây 3-40 năm, cha Võ Tá Khánh làm lời cho cha Tiến Lộc đặt nhạc. Rồi sau đó ngài gặp chúng tôi, ngài thầy cho một cái tập sách mỏng gồm bao nhiêu là lời bài hát, có khi là những lời bài hát sinh hoạt, khi là bài giáo lý. Và chúng tôi đã sáng tác bài, rất là nhiều bài của ngài, thơ của ngài, câu vè của ngài. Trong đó có bài Thấy tốt thì làm. Bài này sáng tác như vậy là tính đến năm nay 2021 tôi đã được tròn 30 năm. Xin hát trước một lần, lần hát thứ nhất. Chúng tôi sẽ hát mẫu toàn bài. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chàng, thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chàng. Đó là chúng tôi sẽ đã hát lần thứ nhất, hát để anh chị em thì nghe, để biết cái giai điệu, biết cái lời nó như vậy. Rất là dễ, rất là ngắn. Bây giờ chúng tôi sẽ tập với anh chị em lần hát thứ hai là hát từng câu. Xin tôi hát một lần rồi sẽ hát chung. Anh chị em đang theo dõi thì sẽ nhẩm lại và hát với chúng tôi. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Cái lời rất là rõ ràng. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Hai bạn. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Câu thứ hai. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Hai bạn. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Và cái chữ ái chà là cái chữ tôi thêm vào cho nó vui và cho nó giữ được cái nhịp, cho nó có tạo được bầu khí. Nên bây giờ mời anh chị em hát chung với chúng tôi lần hát thứ ba, lần hát toàn bài, vẫn có thể hát với đàn guitar. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà, thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Và bây giờ thì lần hát này là anh chị em hát chung với chúng tôi, có thể bỏ cây đàn để mà chúng ta vỗ tay. Thế tốt thì làm, mời hai bạn. Thế tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Thế tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Thưa anh chị em, đó là ít nhất là 4 lần hát, 4 lần tập để hát chung với nhau. Bây giờ chúng ta hát như thật. Mời anh chị em hát chung với chúng tôi có đệm đàn. Thấy tốt thì làm hai bạn.
Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng có tự khen, đừng khen mình, xin lỗi. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng có tự khen, đừng quen vì khen mới làm. Ấy chà, thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng có tự khen, đừng quen vì khen mới làm. Ấy chà. Thưa anh chị em, đó là tập một bài hát. Và bây giờ để cho nó có cái duyên, nó có tạo thêm được cái sự sống, nó vui vẻ, nó kích thích được cái bầu khí, thì thường thường không phải là cứ hát như vậy là xong, cũng vỗ tay là xong, nhưng mà nó thêm mắm thêm muối vào cho nó có gia vị, nó thấm thía, nó đậm đà. Thì là thay vì hát thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt, bình thường nó cũng được rồi, nhưng mà để cho nó vui thì chúng tôi thường thường hát kéo dài cái chữ tốt, nó kéo dài ra, diễn tả cho nó sôi động lên, thành như là một cái linh hoạt của cộng đoàn, cả một cái nhóm. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt, được cốt được khen, cái chữ tốt đó kéo dài ra và thêm cái chữ ái trà cuối cùng để mà làm cho bài hát nó thêm vui vẻ duyên dáng. Xin mời anh chị em. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ai chả thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ai chả. Rồi anh chị em có thể, các bạn trẻ có thể thêm các cái cử điệu cho bài hát. Thấy tốt thì là từ cái cử điệu là nó diễn tả cái nội dung của bài hát. Thấy tốt thì làm, ta chỉ tay lên cái chán là cái đầu suy nghĩ phán đoán của mình, thấy cái điều tốt thì mình làm. Thế tốt thì làm là mình mở tay ra. Thế tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Gần sau là tốt thì mình đưa tay lên ngực, như là làm với một cái tình yêu, làm với một cái bầu máu nóng, hăng hái, nhiệt thành. Thế tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, cái này là một lời nhắc nhở. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Nhớ là cái động tác làm vẫn là luôn luôn mở bàn tay ra mời gọi mọi người. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Rồi, xin mời anh chị em cùng hát với tôi. Tôi sẽ làm cử điệu với anh chị em. Lát nữa anh chị em sẽ làm cử điệu và tôi đệm đàn. Thấy tốt thì làm, 2, 3. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Ái chà thì anh chị em nhớ vỗ tay xuống mặt bàn nếu mà ngồi trong cái lớp học, và nếu mà không thì đang ngồi xếp bằng một tròn ta sẽ vỗ vào đùi của mình, hoặc là không thì ta đang đứng thì ta vỗ tay. Thấy tốt thì làm, 2, 3. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Chúng ta sẽ vỗ tay rồi, chắc là vững rồi. Xin mời anh chị em hát lần cuối cùng. Thấy tốt thì làm, 2, 3. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt. Đừng cốt được khen, đừng quen vì khen mới làm. Ái chà. Xin cảm ơn anh chị em. Hy vọng là một bài hát ngắn, một cái kỹ năng rất là đơn giản, sẽ đem đến niềm vui cho bản thân anh chị em, rồi tới các bạn trẻ, các linh hoạt viên, các vị quản trò có thể tận dụng bài này trong thực tế, có lẽ còn hấp dẫn hơn là chúng tôi đã vừa chia sẻ với anh chị em. Xin hẹn trong lần gặp sau với một bài hát khác nữa. Cảm ơn anh chị em.